làm gì. Là một sao may mắn á. Hôm qua sếp giao cho chị với em làm á. Chị không tính làm hả? Ủa chị An, khách qua store mua lên là sẽ được tặng một phần quà luôn hả? Sao mình cho sợ quá vậy? Tại tặng trung thu á, cho nên áp dụng tới ngày 1 tháng 10 thôi. À, mà tí nữa chị qua nhà em dạy bù nha. Hôm nay á, bà Linh bà bận gì á, nên là chỉ có hai đứa mình thôi. Mà sao hôm qua lại ôm rồi nói chị vậy? Chị tự hiểu đi. Cái này xong rồi đúng không? Em bưng vô trong nha. Ủa? Alo, hôm nay chị em không dạy tôi nên tôi qua nhà bà chơi nè. Chị em? Không phải chị qua đây để dạy cho Nu đâu. Trời ơi, hai người này đang nhìn nhau. Không khí sao mà nó lạnh lạnh vậy ta? Phim hôm nay có vẻ không hay lắm không? Tôi thấy phim cũng hơi chán. Tự nhiên tôi nhớ, tôi có gì đột xuất á. Chắc là hôm nay mình đến đây nha. Chị bà bận tôi một chút nha. Hôm nay thật là vậy. Vui, bà chị. Bye bye bà. Ủa sao mày về sớm vậy? Dạ, chào cô.